Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái vlog. Mặt nhiều mụn quá. Ê, nói mà hiểu bây giờ hôm nay mình sẽ làm một clip gọi là chạy Max Speed cầu Nhật Tân với con xe của mình. Đâu đâu. Quá được luôn đi chứ. Đây anh em ạ, đi giày rồi. Ê, có quần rách gối. Oh. Đây, anh em ơi, nhấn thang máy thôi. Chúng ta chuẩn bị lên đường. Ê, được luôn. Chìa khóa đây à? Anh cho mày cơ hội làm lại cuộc đời. Được chưa? Bây giờ mày đi theo anh. Đấy, anh cho mày lựa chọn. Mày đảm bảo, anh đảm bảo mày không muốn chết nữa luôn, được chưa? Đấy, mày đi đây, đây. Đây, tao cho mày ngồi như đây luôn. Mày ngồi đây. Tao cho mày đóng 199 chết con cụ mày luôn. Đấy, để xem. Loại này không cho đội mũ anh em ạ, à. Không mũ đâu. Có mỗi cái nón ở đâu đây. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Làm bỏng nữa 199 nhá. Thôi nào. Thế nào, cô có muốn chết được không? Thôi,